Xin chào gia đình anh Khổng Tường Phát, 100 ngày phóng sanh của anh Phát. Hôm nay thì Tiêu Un tiếp tục phóng sanh cho anh mấy cái con cúm. Dạ. Thả nó về tự nhiên. Dạ. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng không đọa bàn sanh, chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy Pháp rồi, chúng sanh quy Tăng rồi. Dạ, đừng có mang cái thân động vật thấp kém này nữa nha. Gieo duyên nha, gieo duyên nè. Đó, gieo duyên nha, đừng mang thân thấp kém này nữa nha. À, đổi được cái thân tốt hơn. Cũng đừng có liếng tiếc cái thân này. Cái thân này nó quá là thấp kém, nếu mà quý vị liếng tiếc nó, không chịu buông bỏ nó, người ta ăn thịt mình mà mình oán hận người ta, mình thành quỷ luôn là cũng không được. À, buông bỏ, tha thứ và để đổi được cái thân tốt hơn. Người ta ăn mình, phước báo người ta san sẻ cho mình, mình thoát khỏi cái thân khổ đau này ha quý vị ha. Nha. Đổi thân mới tốt hơn nha. Rồi đi hết đi ạ. À. Dạ rồi. Mấy con cúm trên bờ thì nó rất là nhút nhát, nhưng mà khi xuống nước thì nó sùng lắm. Trong số tôm chì này em thả thì có mấy con nó chết đây. Cũng mấy con nhỏ nhỏ thôi à. Cũng không sao. Hây da. Rồi xong. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Truyền hình đã hết, phóng sanh quá là đúng pháp luôn. Ở Sài Gòn mình, trời ơi, phóng sanh lần cả tấn tấn. Toàn là cá chê, cá rô, cá lóc thả ra ngoài tự nhiên hủy hoại hệ sinh thái chứ đâu có được cái gì. Mấy con cá đồng đó, nó cũng không có kỹ năng sống, tạo điều kiện cho mấy người chích cá. Mà mấy người đó đi chích cá thì sao? Chích chết luôn cả cá trong tự nhiên nữa. Đâu chỉ chết những cái con cá đồng đó, chích một phát là chết hết nguyên cái sông luôn. Mà người ta bắt lại người ta đem bán. Dạ. Bởi vì mình phóng sanh sai, mình vừa tạo nghiệp mà mình cứ nghĩ mình làm như vậy là người ta sẽ bắt lại. À, ai bắt thì có tội, mình không có tội, sai luôn. Mình tạo nghiệp cho người ta là mình có tội rồi, chứ sao người ta bắt người ta có tội được. Bởi vì mình, người ta nắm được cái yếu điểm mình là phóng sanh sai cách, người ta sẽ gây hại. Dạ. Tại mình tạo điều kiện cho người ta làm ăn mà. Còn những cái con vật này ngoài tự nhiên, người ta bắt, vô tình người ta bắt được nó, người ta đặt bẫy, người ta dính được nó. Và mình là người đi gỡ bẫy đó ra, mình đi cứu nó, rồi nó được trở về với tự nhiên thì nó thoát. Còn không cứu nó thì nó vẫn bị bắt bán ăn thịt, và nó mất đi trong tự nhiên. Thì đó là một thiệt thòi của tự nhiên, của quốc gia. Dạ. Tổn thất lớn lắm chứ bộ. Nếu mà nhìn kỹ những cái con vật này, nó sống trong tự nhiên, nó bị ăn thịt hết. Cá biển nó tượng trưng cho sự giàu sang, nền kinh tế của một quốc gia mà chúng ta tàn phá hết, giết hại hết, thì quốc gia đó nghèo. Như thiên nhiên tàn phá nè. Đó là như vậy. Phóng sanh đúng cách nha, là như thế nha. Chứ không phải alo quê mang cá nuôi trong hồ, trong ao tới rồi đem đi thả ra xong. Mình càng làm vậy người ta càng nuôi à. Thả ra không có kỹ năng sống, chắc chắn là dính bẫy chết á. Bẫy kiểu gì cũng chết, bởi vì mấy con cá đó nó quen ăn mồi, nó quen người luôn rồi.